Cửa hàng kinh doanh quần áo nằm trong khu dân cư Đông Đúc và gần Đại học Đồng Tháp bất ngờ bốc cháy dữ dội trong đêm qua. Sau khi tông vào đuôi xe bồn rạng sáng nay, xe ô tô 5 chỗ biến dạng phần đầu. Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum xét xử vụ án hai chị em lừa đảo chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng. Tham gia đầu tư tiền ảo và bị lừa mất hơn 3 tỷ đồng, người phụ nữ 40 tuổi ở thành phố Đà Nẵng tiếp tục bị kẻ xấu giả danh luật sư lừa đảo chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng. Lực lượng chức năng huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu bắt quả tang một người đàn ông vận chuyển 17 cá thể khỉ đuôi dài không rõ nguồn gốc. Không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ. Chiều và đêm nay bắt đầu ảnh hưởng đến Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế mưa lớn từ chiều nay. Mời quý vị cập nhật tin tức mới và nóng cùng Chuyển động Duyên Hải trưa ngày 1 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi. Cửa hàng kinh doanh quần áo nằm trong khu dân cư Đông Đúc và gần Đại học Đồng Tháp bất ngờ bốc cháy trong đêm qua. Lực lượng chức năng phải sơ tán người dân đến khu vực an toàn và huy động hơn 120 cán bộ chiến sĩ tiến hành dập lửa. 20 giờ tối qua, người dân phát hiện có tiếng nổ lớn phát ra từ một shop bán quần áo trên đường Phạm Hữu Lầu, phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ngọn lửa sau đó bùng phát dữ dội do bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy. Khu vực cháy là khu đông dân cư gần trường Đại học Đồng Tháp, có nhiều sinh viên thuê trọ. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức sơ tán người dân đến khu vực an toàn. Đến 22 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng đã thiêu rụi cửa hàng với diện tích khoảng 250m² cùng nhiều tài sản khác. Khi vừa qua cầu Rạch Miễu, tỉnh Tiền Giang, ô tô 7 chỗ bỗng nhiên bốc cháy vào tối qua. May mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người. Xe ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát thành phố Hồ Chí Minh lưu thông trên quốc lộ 60 hướng đi từ Tiền Giang về Bến Tre. Khi xe vừa xuống dốc cầu Rạch Miễu, đoạn thuộc địa bàn xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, thì nữ tài xế phát hiện khói bốc lên từ cabo nên điều khiển xe rẽ phải vào nhánh dẫn xuống xã Thới Sơn để kiểm tra. Khi xe vừa dừng thì ngọn lửa bất ngờ bùng phát mạnh, nên nữ tài xế và ba người khác đi trên xe nhanh chóng mở cửa thoát ra ngoài. Tại thời điểm cháy, xe bồn của công ty bê tông Tico Tiền Giang và phương tiện khác của một công trình đang thi công xây dựng gần đó đã tới phun nước chữa cháy. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng phát mạnh đã thiêu rụi chiếc xe. Sáng sớm nay, bão Krathong đã đi vào vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành bão số 5 trong năm 2024. Theo dự báo hiện tại, bão không có khả năng ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền nước ta. Hồi 7 giờ ngày 1 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 119,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, là 184-201 km/h, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây-Tây Bắc, tốc độ khoảng 5 km/h. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, phía bắc vĩ tuyến 18 độ, phía đông kinh tuyến 116,5 độ, gió mạnh cấp 10, cấp 13, vùng gần tâm bão cấp 14, cấp 16, giật trên cấp 17, sóng biển cao từ 9 đến 11 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn. Mưa lớn xuyên đêm đến sáng nay, nhiều tuyến đường nhà dân trên địa bàn thành phố Thanh Hóa bị ngập sâu. Nước từ trên đường dâng lên tràn vào nhà các hộ dân, khiến cho người dân không kịp trở tay. Tại khu phố Tản Đà, phường Đông Sơn, mưa ngập khiến cho người dân các phương tiện lưu thông qua đây rất khó khăn. Sáng sớm nay, nhiều phụ huynh cõng con vượt qua khu vực nước sâu để đưa con vào sân trường. Một số em không có phụ huynh đi cùng, men theo vỉa hè để vào trường khá nguy hiểm. Sau khi tông vào đuôi xe bồn rạng sáng nay, xe ô tô 5 chỗ biến dạng phần đầu nhưng không gây thương vong về người. Một xe ô tô 5 chỗ mang biển số thành phố Hồ Chí Minh do nam thanh niên điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Du thuộc phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tông vào đuôi xe bồn đang lưu thông cùng chiều. Cú tông mạnh khiến đầu xe ô tô 5 chỗ dính chặt vào đuôi xe bồn, hư hỏng nặng. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, song đầu xe ô tô 5 chỗ biến dạng. Sau khi xảy ra va chạm, tài xế hai phương tiện đã thương lượng và chiếc xe bồn rời khỏi hiện trường. 8 giờ sáng nay, chiếc ô tô 5 chỗ vẫn giữ nguyên tại hiện trường do phía công ty bảo hiểm chưa đồng ý xử lý. Lực lượng quản lý thị trường thành phố Cần Thơ vừa bắt giữ hơn 6.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu tại địa bàn huyện Phong Điền. Phát hiện chiếc ô tô Toyota Innova có dấu hiệu khả nghi đang dừng đổ trước một căn nhà không số tại ấp Bình Thạnh, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền. Lực lượng chức năng tiếp cận để kiểm tra.
Qua khám xe, phát hiện có 19 túi ni lông màu đen, bên trong có chứa đựng 6.280 bao thuốc lá điếu nhập lậu, nhãn hiệu Hero và Z. Bên cạnh đó, trên xe còn có 10 biển số xe giả. Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt 29 tỷ 520 triệu đồng. Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Trần Thị Hoàng Diễm, 46 tuổi và Võ Thị Ngân, 34 tuổi, cùng trú tại huyện Đắk Lây. Năm 2015, Diễm mở công ty Nguyên Hà Kon Tum kinh doanh các mặt hàng nông sản và đồ gỗ mỹ nghệ và cho em dâu là Ngân làm chủ tịch kiêm giám đốc công ty. Tháng 5 năm 2017, Diễm ký hợp đồng kinh doanh bia với công ty cổ phần thương mại bia Sài Gòn Tây Nguyên. Do không có vốn nên cả hai đã đưa ra thông tin việc kinh doanh bia có lợi nhuận cao để vay tiền và nhận tiền đặt mua bia trả trước của nhiều người. Diễm dùng số tiền này để xoay vòng trả nợ cho các khoản vay trước hoặc chỉ dùng một phần tiền đặt mua bia. Khi các bị hại phát hiện mình bị lừa đảo và yêu cầu trả tiền hoặc giao bia thì Diễm không thể trả được. Gần 30 tỷ đồng là số tiền của hai chị em đã lừa đảo của 10 bị hại. Hội đồng xét xử tuyên phạt Diễm tù chung thân, Ngân 16 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lũ ống, lũ quét bất ngờ xảy ra trong đêm tại xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, làm hàng trăm người dân, giáo viên, học sinh vất vả chạy lũ. Nhiều tài sản đồ đạc bị cuốn trôi, thiệt hại. Trận lũ ống khiến 4 bản của xã Lượng Minh bị thiệt hại, trong đó thiệt hại nặng nhất là bản Đứa. Các bản khác như Minh Tiến, Minh Thành, Chăm Buông, người dân cũng mất nhiều tài sản, nhà cửa bị hư hại do lũ. Lũ ống về trong đêm khiến nước ngập sâu tại trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học Lượng Minh. Trong đêm tối, học sinh và thầy cô giáo tất tả chạy lũ, di dời đồ đạc. Tuyến đường huyết mạch từ bản Xốp Mạc đi Chăm Buông, đường vào bản Minh Tiến cũng sạt lở nghiêm trọng, tắc đường khiến công tác tiếp cận gặp khó khăn. Tham gia đầu tư tiền ảo và bị lừa mất hơn 3 tỷ đồng. Người phụ nữ 40 tuổi ở thành phố Đà Nẵng tiếp tục bị kẻ xấu giả danh luật sư lừa đảo chiếm đoạt thêm 400 triệu đồng. Đầu tháng 9 năm 2024, người phụ nữ nhận được lời mời kết bạn từ một tài khoản Facebook lạ mặt. Người này tự giới thiệu là một doanh nhân người Việt Nam, hiện đang làm việc tại Đài Loan. Sau thời gian tạo niềm tin, người này mời tham gia đầu tư tiền ảo. Lần đầu người phụ nữ nạp 12 triệu đồng vào và ngay lập tức rút về được 16 triệu đồng. Lần thứ hai nạp 30 triệu đồng và rút ra được 58 triệu đồng. Thấy việc đầu tư quá dễ dàng, lợi nhuận khủng, người phụ nữ tiếp tục nạp 180 triệu nhưng không rút được. Hệ thống yêu cầu chị nạp thêm tiền mới rút tiền lãi ra được vì còn thuế thu nhập cá nhân, phí xác minh tài khoản, bảo lãnh rửa tiền. Đánh vào tâm lý tiết tiền, người phụ nữ tiếp tục chuyển và mất hơn 3 tỷ đồng. Kẻ xấu tiếp tục sử dụng tài khoản Facebook có tên luật sư Huy tiếp cận người phụ nữ và giới thiệu có quan hệ với Bộ Công an và có thể lấy lại tiền lừa đảo, yêu cầu phải đóng các khoản phí lập hồ sơ, phí điều tra. Hoảng loạn và thiếu hiểu biết, người phụ nữ tiếp tục bị lừa đảo chiếm đoạt thêm 400 triệu đồng. Hàng chục trạm biến áp điện lực ở tỉnh Đắk Nông bị kẻ gian cắt trộm dây đồng tiếp địa và dây cáp lực. Thành phố Gia Nghĩa là nơi xảy ra tình trạng mất cắp thiết bị nhiều nhất. Từ ngày 11 tháng 9 đến nay, kẻ gian đã cắt trộm dây đồng tiếp địa và dây cáp lực tại 20 trạm biến áp thuộc khu vực phường Nghĩa Phú, Nghĩa Trung, Quảng Thành, xã Đắk Rơ Mon và xã Trường Xuân. Việc cắt trộm dây đồng tiếp địa tại trạm biến áp có nguy cơ gây sự cố, dẫn đến cháy hỏng máy biến áp cũng như thiết bị của khách hàng và làm gián đoạn cung cấp điện, có nguy cơ mất an toàn, gây sự cố lưới điện. Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai phát hiện một cơ sở chế biến mỡ da động vật số lượng lớn hoạt động trái phép gây ô nhiễm môi trường. Tại cơ sở của ông Nguyễn Minh Lợi, 46 tuổi, tại xã Xuân Thiện, lực lượng chức năng phát hiện trên sàn nhà bẩn có hơn 7 tạ mỡ động vật, hơn 6,3 tạ da trâu, gần 1,7 tạ tốt mỡ thành phẩm, 7 thùng phi chứa hơn 1.000 lít nước mỡ. Tiến hành kiểm tra xe ô tô tải phát hiện trong thùng xe có hơn 4,5 tạ mỡ động vật. Qua làm việc, chủ cơ sở không cung cấp được các giấy tờ liên quan đến hoạt động sản xuất, chế biến và nguồn gốc hàng hóa trên nên đã bị lập biên bản để xử lý. Lực lượng chức năng huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu bắt quả tang một người đàn ông vận chuyển 17 cá thể khỉ đuôi dài không rõ nguồn gốc vào chiều qua. Người đàn ông sinh năm 1986, tạm trú tại khu dân cư số 7, huyện Côn Đảo, đang vận chuyển 17 cá thể khỉ đuôi dài, trong đó có 10 con chết, 7 con còn sống, chuẩn bị đưa vào đất liền tiêu thụ, đã bị cơ quan chức năng phát hiện tại khu vực gần cảng Bến Đầm. Người này không có hồ sơ lâm sản hợp pháp đối với số tang vật nói trên. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, xử lý đối tượng và tang vật theo quy định của pháp luật.
hai người đàn ông cướp giật, dùng hung khí gây thương tích cho người dân. Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ Nguyễn Văn Đệ, 25 tuổi, thường trú tại Bạc Liêu và Lô Văn Phúc, 27 tuổi, thường trú tại Nghệ An. 13 giờ hôm qua, Đệ điều khiển xe máy chở Phúc đi trên đường Lê Thị Trung, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An. Khi phát hiện một cô giáo đang sử dụng điện thoại di động, cả hai áp sát và giật điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy. Người dân chứng kiến vụ việc đã tri hô và đuổi theo. Sau khi chạy khoảng 100m, cả hai bị ngã xe nên bỏ chạy. Trong lúc chạy, Đệ và Phúc đã dùng dao gây thương tích đối với 4 người dân. Cả hai người bị người dân bắt giữ và giao cho công an. Xe cứu thương đang chở bệnh nhân từ Phú Yên về Bình Định bỗng nhiên bốc cháy khi đang lưu thông trên quốc lộ 1D theo chiều Nam Bắc đoạn qua khu vực Bãi Xếp, thành phố Quy Nhơn. Khoảng 12 giờ 30 phút hôm qua, xe cứu thương của Trung tâm Cấp cứu 115 Phú Yên do ông Nguyễn Ngọc Minh, 51 tuổi, trú thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên điều khiển, chuyển bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Khi đang lưu thông trên quốc lộ 1D theo chiều Nam Bắc, đoạn qua khu vực Bãi Xếp, phường Kênh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, xe cứu thương bất ngờ bốc cháy ở khoang lái. 7 người trên xe gồm người nhà bệnh nhân và tài xế tháo chạy ra ngoài để thoát thân. Người dân và người đi đường dùng bình chữa cháy xách tay dập lửa, tuy nhiên đám cháy vẫn ngày càng lan rộng. Khi lực lượng phòng cháy chữa cháy tới nơi, ngọn lửa đã bùng phát cháy toàn bộ bên trong xe cứu thương và các vỏ lốp xe. Đến 13 giờ 10 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Xe cứu thương bị thiêu rụi, không gây thương vong về người. Sở Y tế các địa phương thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Gia Lai đồng loạt ra thông báo khẩn về việc bị các kẻ mạo danh trong việc kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, thực phẩm. Kẻ gian đã gửi văn bản thông báo kiểm tra giám sát cơ sở qua mạng xã hội nhằm hù dọa các cơ sở kinh doanh để chiếm đoạt tài sản. Kẻ gian gửi một số tài liệu mạo danh Sở Y tế ký ban hành đến các cơ sở kinh doanh như quyết định và thông báo của Sở về việc thành lập đoàn kiểm tra giám sát các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. Thông tin vừa rồi đã kết thúc Chuyển động Duyên Hải trưa nay. Quý khán giả có thể xem lại trên fanpage Truyền hình Quảng Ngãi. Kính chào và hẹn gặp lại!